Xem phim quên luôn mình rồi, bỏ mình sang bên rồi. Buồn lắm. Suốt ngày xem phim Korea, Hàn Quốc. Mình đẹp trai thế này đi không xem, đi xem mấy cái anh Hàn Quốc để làm cái gì, mệt thế. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa, rồi một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Cô có mau mau dạ. Tao sẽ gì à? Vỗ trận sao chúng tại sao anh